4 loại cá mẹ bầu không nên ăn trong thời kỳ mang thai. Cá là nguồn dinh dưỡng cung cấp lượng omega 3 dồi dào để trẻ phát triển trí não và thể chất. Mẹ bầu ăn cá trong thời kỳ mang thai sẽ đem lại nhiều lợi ích, đặc biệt là trong những tháng cuối của thai kỳ. Tuy nhiên, mẹ bầu nên cảnh giác trước một số loại cá ăn vào sẽ phản tác dụng, trong đó đặc biệt chú ý đến các loại cá chứa thủy ngân. 1. Cá thu. Món ăn từ cá thu mang hương vị thơm ngon và hấp dẫn. Trong thịt cá thu chứa hàm lượng omega 3 vô cùng dồi dào và nhiều dưỡng chất vitamin khác có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại cá này vẫn chứa hàm lượng thủy ngân rất cao nên mẹ bầu không nên ăn trong thời kỳ mang thai, sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. 2. Cá nóc. Cá nóc là một loại cá nguy hiểm đối với tất cả mọi người, vì thế phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên ăn loại cá này. Trong cá nóc có chứa chất độc tetrodotoxin ở buồng trứng và hepatoxin ở gan rất nguy hiểm. Những chất độc này có thể đầu độc cơ thể, nguy kịch đến tính mạng nếu không được chế biến đúng cách. 3. Cá ngừ. Cùng nằm trong danh sách những loại cá có chứa hàm lượng thủy ngân cao, cá ngừ tuy phổ biến nhưng mẹ bầu cần tránh không nên ăn để hạn chế tình trạng nhiễm độc thai kỳ. Một số loại cá ngừ lành tính như là cá ngừ vây dài, vây vàng, vây xanh, mẹ bầu vẫn có thể ăn nhưng hạn chế. Số lượng tiêu thụ dưới 170g trên một tuần để con phát triển khỏe mạnh. 4. Cá kiếm. Cá kiếm là một loại cá biển có chứa hàm lượng thủy ngân cao. Nếu lạm dụng việc ăn cá kiếm quá nhiều sẽ tăng nguy cơ nhiễm độc metin thủy ngân. Lưu ý phụ nữ mang thai và phụ nữ đang lên kế hoạch mang thai không nên tiêu thụ quá 200g cá kiếm trong một tháng. Bên cạnh những loại cá nên tránh trên, các mẹ có thể tham khảo một số loại cá sau đây rất tốt cho mẹ bầu. 1. Cá hồi. Cá hồi với thành phần dinh dưỡng là vitamin D, vitamin B12, B6, niacin, selen, phosphor, iốt, sắt, DHA, một loại axit béo cùng với omega 3 sẽ giúp hệ thần kinh và não bộ của bé phát triển từ khi còn trong bụng mẹ, hình thành nên cấu trúc và hoạt động cơ thể. Bất kỳ loại thức ăn bổ dưỡng nào cũng cần được tiêu thụ ở một liều lượng hợp lý. Vì thế, mẹ chỉ nên ăn khoảng 360g cá hồi mỗi tuần để tránh việc tích tụ một lượng lớn thủy ngân. 2. Cá chép. Những mẹ bầu, nhất là những mẹ bị động thai, rất nên ăn cá chép bởi nó có nhiều dưỡng chất như là axit folic, omega 3, axit glutamic, canxi, chất béo, glycine và agrinin. Trong đông y, cá chép mang lại nhiều lợi ích như là bổ tỳ vị, an thai, chữa ho, lợi tiểu, thông sữa, chữa lở loét. Vì thế mẹ có thể chế biến dễ dàng thành nhiều món bổ dưỡng. 3. Cá diêu hồng. Nổi tiếng là loại cá nước ngọt có thịt dày, thơm ngon, ít tanh nên cá diêu hồng cực kỳ thích hợp để mẹ bầu chế biến thành các món như là cá diêu hồng nướng, cá diêu hồng trưng tương. Thành phần dinh dưỡng của cá diêu hồng có thể kể đến đó là protein, vitamin A, B, D và chất khoáng như là phosphor và iốt. Lượng chất béo là ít hơn thịt nên cơ thể mẹ bầu sẽ dễ dàng tiêu hóa hơn. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp mẹ bầu giải đáp được thắc mắc nên và không nên ăn những loại cá nào trong suốt thai kỳ. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!